Xin chào tất cả các bạn quay lại kênh của Phùng Tấn. Hôm nay Phùng Tấn tiếp tục ra một món về nướng riêng mẻ. Đó là món cá nướng riêng mẻ. Thì ở đây mình có một khúc cá chấm khá là to. Hôm nay mình làm cá chấm nướng riêng mẻ nhé. Thì món cá nướng riêng mẻ thì các bạn cũng có thể làm được rất nhiều loại cá. Ví dụ như cá tầm, cá năng. Điều các bạn thích thì có thể dùng cá riêu hồng cũng ok. Đấy, hôm nay mình dùng cá chấm nhé. Khúc cá này thì mình đánh vảy rồi nhưng mình chưa rửa, bây giờ mình sẽ đi rửa trước sau đó mình nọc. Các bạn có thể nướng cả khúc như thế này, cũng có thể nọc ra tùy mình, thì mình thích phi lê ra mình nướng. Đấy, nó sẽ dễ ngấm hơn. Đấy, ăn nó sẽ đậm đà hơn. Trước khi nọc thì mình sẽ đi rửa sạch xong mình nọc nhé, bởi vì nọc xong mình cá mình, bởi vì khi nọc cá xong thì mình sẽ không rửa nữa mà mình rửa để cả miếng to như thế này. Cá sau khi rửa sạch thì mình sẽ phi lê cá. Các bạn ở gia đình, các chị em ở nhà mà không biết phi lê thì các bạn có thể bảo các bà bán cá ở chợ các bạn phi lê cho. Còn bạn nào mà biết là phi lê thì các bạn mang về nhà. Sau khi nọc cá xong thì mình sẽ cắt đôi cái khúc này để nướng cho nó dễ thôi. Như này thì các bạn có thể để như thế này nướng. Như này nướng mình nghĩ là nó cũng rất là dễ ngấm thôi. Hoặc các bạn có thể cắt thành từng miếng nhỏ ra cũng được. Không sao cả, mình sẽ để như thế này. Sau khi cá nọc xong thì mình sẽ để ở đây để mình tẩm ướp. Thì giới thiệu các bạn là cái sốt riêng mẻ đây. Thì mình có một cái video giới thiệu về cái cách làm sốt riêng mẻ rồi. Thì bạn nào mà chưa xem thì các bạn vào xem lại. Các bạn nào xem rồi thì bỏ qua. Thì sau cái video này thì mình sẽ để cái cách làm nước sốt nướng riêng mẻ này như thế nào ở cái phần mô tả nhé. Thì cái sốt này mình để tủ. Đấy, để tủ đông. Đấy, mình vừa xả ra được khoảng độ 10 phút thì nó rất là đông, thì nó không đông cứng. Đấy, thì nó chỉ hơi mềm này, hơi cứng như này thôi. Đấy. Mình sẽ cho ra cái bát. Đấy, mình đấy, mình cho khoảng từng đây. Đây nó còn rơi khoảng độ 2 cái muôi lẩu vừa. Đấy, để mình bắn nó với sóng cho nó chảy ra. Thì các bạn mà không có nó với sóng thì các bạn có thể cho vào bếp các bạn đun tan chảy là được. Chỉ cần tan chảy thôi các bạn nhé, không cần đun kỹ bởi vì mình đã đun rồi. Còn cái phi son này thì mình lại cất đi để khi nào mình dùng tiếp. Cái sốt mình vừa bị bắn nó tan chảy đây rồi. Thì các bạn lưu ý nhé, sốt mình để tủ mát, tủ hoặc tủ đông mà nó cứng, nó mát, nó lạnh thì các bạn phải bắn lên hoặc các bạn đun lên nó nóng nó chảy ra. Thì khi mình tẩm ướp nó ngấm được vào cá. Nếu mà các bạn mà để nó lạnh quá, nó tẩm vào cá nó sẽ bị tách sốt, nó sẽ nó không thấm được vào cá, nó sẽ bị sốt một đằng và cá một đằng. Đấy, bây giờ mình sẽ cho vào mình tẩm ướp nhé. Thì hơi nhiều sốt mình sẽ bớt lại. Có nhiều sốt quá nữa tẩm thì nó nướng nó nhanh bị cháy. Cái sốt này của mình thì thực ra thì mình đã làm nó vừa rồi thì các bạn cứ cho hết thì nó cũng không bị mặn đâu. Nhưng mà cho nhiều sốt, thứ nhất là nó phí, thứ hai là nó sẽ nhanh bị cháy thôi, chứ còn mặn thì không sơ mặn. Cái hay ở cái sốt là khi mình tẩm ướp mà quá tay nó cũng không sơ mặn nhé. Chỉ trường hợp mà cho ít quá thì nó sẽ bị nhạt thôi. Cái này thì mình không khía. Đấy, mình không khía, mình muốn để cái này để nướng cho nó khỏi bị nát cá. Đấy, thì mình sẽ tẩm ướp, mình để ngấm thật lâu, mình để ít nhất phải nửa tiếng. Còn các bạn muốn nướng nhanh đấy, thì các bạn khía ra thì các bạn nướng nó sẽ nhanh, không phải tẩm ướp, không phải để thời gian nó lâu như mình. Đấy, nhưng mà mình có thời gian thì mình quay video, có thời gian thì mình sẽ không khía và mình tẩm ướp lâu.
để cho nó ngấm. Món ăn thì còn rất là nhiều cách làm khác nhau, các bạn phải thiên biến vạn hóa thôi, nên không thể áp dụng 100% theo cái cách của mình được. Bởi vì là cái trường hợp mà các bạn mà bán hàng mà khách vội mà người ta vào cái ta gọi ăn ngay thì các bạn phải làm kiểu khác. Còn mà khách mà đặt thì các bạn muốn cầu kỳ thì các bạn phải làm kiểu khác. Gia đình thì cũng tùy trường hợp để các bạn liệu. Đấy, mình sẽ để đây nhá. Mình sẽ để đây nửa tiếng. Trong khi thời gian mình để mình tẩm ướp cá cho nó ngấm thì mình sẽ đi làm rau. Đấy, sẽ sơ chế đồ cuốn và pha nước chấm. Mình vừa đi sơ chế cái nguyên liệu ăn kèm. Thì nguyên liệu ăn kèm thì của mình có bún này, bánh đa này. Bánh đa đây là bánh đa ăn sống nhá. Đấy, người ghi rõ ràng là bánh đa nem ăn sống này. Đấy, bánh đa này, để cuốn. Thì là này, cà rốt này, ớt này, ớt sừng các bạn nhé. Bạn ăn được cay có thể cho 1-2 sợi ớt chỉ thiên vào. Khế đây thì mình dùng khế chua nhé. Dưa chuột, gừng và dứa. Dưa chuột này thì quả to thì dùng nửa quả được rồi. Dưa chuột mình chỉ lấy phần này thôi nhé, phần ngoài đấy nhé, còn cái ruột mình sẽ bỏ. Đấy, vậy là mình đã vừa bị thái xong hết các đồ rồi. Cái bánh đa nem thì mình sẽ cắt đôi như này nhé. Đấy, cắt đôi cái bánh đa nem ra, quấn cho nó bé bớt cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ đi nướng cá nhé. Trước khi cho cá vào nướng thì mình nót một ít là chuối xuống cái vỉ này. Mục đích này mình nót là chỉ để cho cá nó khỏi dính vào vỉ thôi. Sau khi mà nó xe mặt cái thì mình sẽ bỏ lá chuối ra. Mà lá chuối thì nó nướng lên nó cũng có hơi có chút mùi thơm của lá chuối. Mình sẽ để đây nha. Ok, thế thôi. Cho cả cái xương vào nướng luôn. Than của mình thì nó đã hồng rồi, bây giờ mình sẽ cho cá vào mình nướng. Bây giờ mình sẽ cho cá lên mình nướng thôi. Khi mà cái lá chuối này chỉ xe mặt cái là mình bỏ ra. Sau khi cá của mình nó xe mặt cái nhé, như thế này nhé. Đấy, lá chuối chỉ cần hơi khô này thôi, mình sẽ lật cá. Mình sẽ lật cá thế này và bóc bỏ cái lá chuối này ra. Đấy. Và bây giờ mình sẽ cho cái mặt kia lá chuối vào mặt kia.
và cho cái mặt này xuống dưới than nướng. Ok. Đấy, lại cho cái mặt này lên trên nhá. Khi nào mà cái lá chuối của mình nó như cái mặt vừa rồi thì mình lại bỏ cái lá chuối ra, nướng trực tiếp vào cá và than. Đấy, các cái nước sốt mà mình tẩm ướp nó còn rơi ra ngoài này, nó còn sót ở ngoài thì mình sẽ dùng để mình thỉnh thoảng mình sẽ quết vào nhé. Quết vào thì nhất cho nó cái vỉ nó khỏi dính vào cá, thứ hai là màu cá nó sẽ đẹp hơn. Cá của mình nó xe mặt rồi thì mình lại lật ra để mình bỏ cái lá chuối bên dưới là xong nhé, không bao giờ nướng trực tiếp. Đấy, các bạn làm như thế này thì cá của mình nó sẽ không bị sát vào vỉ. Đấy, bây giờ mình sẽ nướng trực tiếp. Ua, nhìn ngon nhỉ. Quá ngon. Cá của mình sau khi mình nướng thì một lúc thì là chín rồi, nó vàng rồi. Bây giờ mình sẽ cho ra nhé. Cá thì nó cũng nhanh chín thôi, nhưng mà quan trọng là nướng nó phải cá phải hơi cực cứng một chút, nó phải màu nó phải vàng đẹp. Bây giờ mình sẽ cho ra đĩa thôi. Quá ngon, hơi cầu kỳ một chút nhưng mà rất là ngon, thơm. Đấy, các bạn nướng như mình thì nó không bị sát vỉ nhé. Còn bình thường mà các bạn mà không lót cho là chuối ấy, thì nướng trực tiếp luôn ấy, thì nó sẽ rất là hay bị sát vỉ. Đấy, con toàn to quá nhỉ. To quá, cái đĩa này to thế mà vàng nó vẫn còn dài. Mình muốn để miếng cho nó hấp dẫn thôi, chứ còn thì các bạn mà ăn thì các bạn có thể cắt làm ba. Đấy, xong rồi các bạn thấy thì nó sẽ hợp lý hơn. Đấy, các bạn nhìn mình đĩa cá của mình ngon không? Cái nước chấm này thì mình có một cái video là chia sẻ cái cách pha nước chấm cá thôi nhé. Hôm nay mình không chia sẻ nữa, mà sau cái video này mình sẽ để cái đường link cái nước chấm cá như thế nào thì các bạn vào xem ở phần mô tả nhé. Đấy, cái cá này thì mình sẽ ăn cùng kèm với các cái này. Bây giờ mình sẽ ăn thử một hai miếng để thưởng thức trước. Đấy, bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn cùng với mình nhé. Đây thì cái bánh đa mình cắt làm đôi đây. Đấy, thì mình sẽ cho mỗi thứ một chút vào, một ít thôi các bạn nhé. Đấy, bây giờ mình sẽ mời các bạn ăn thưởng thức cùng mình. Thì cái bánh đa đây, mình cắt làm đôi đây. Cắt đôi thì quần nó sẽ nhỏ, nhìn nó sẽ xinh xinh hơn. Mình sẽ cho mỗi thứ một ít vào một chút thôi, bởi vì có rất là nhiều đồ, gừng này rất là nhiều. Đấy, thì mình chỉ cho một ít thôi, nhiều quá thì quần nó to, rất là khó quấn. Đấy, cứ mỗi thứ một tí. Thì các bạn thì ví dụ như thế là khế, thì dứa này các bạn mà không thích ăn thì các bạn có thể là bỏ một hai thứ đi. Còn bạn nào mà ăn được tất cả mọi cái thì các bạn quấn tất vào. Cái này thì sở thích thôi. Nhưng mà đầy đủ được, ai mà ăn đầy đủ được thì nó sẽ đầy đủ vị, nó sẽ ngon. Đấy, thì bây giờ mình sẽ cho một ít cá vào này. Cái cá đấy thì các bạn mà thái được ra thì cũng được, không có thì các bạn để này các bạn ăn thôi. Đấy, ăn nhiều cá hay cho nhiều, ăn ít thì cho ít, đơn giản. Thì bây giờ mình quấn vào. Cái này thì ăn thì nó cũng hơi cầu kỳ một chút, mình không thể ăn nhảy được, nhưng mà cầu kỳ cái gì nó cầu kỳ ăn thì ngon. Thì mừng người các bạn nhé. Cái này thì nước chấm cá ấy, mình pha là nó sẽ vừa không bị mặn. Thì các bạn cứ chấm ngập, phải chấm ngập nhé, để vì ăn thì ngon. Đấy, mời các bạn. Còn mà cái này phải ăn bằng tay chứ không gấp đũa được đâu. Rất tuyệt vời. Cá thì mùi riềng mẻ và rất là ngon, rất là thơm. Đấy. Và nó lại còn đi kèm với cả cái một ít chua chua của dứa. Đấy, một ít chua chua của khế. Đấy, cây cây của ớt. Đấy, mát mát của dưa chuột, rất là ngon. Tuyệt vời đấy. Thì các bạn mà thứ bảy chủ nhật thì các bạn cố gắng làm một hai món để gia đình cùng thưởng thức. Rất là ngon.
Cái nước chấm này thì mình pha có gừng, có cỏi, có chanh, nước mắm, có tí ít thì nào vào. Nói về cá thì nước chấm phải có thì nào các bạn nhé, vì kể cả ăn kèm thì phải có thì nào thì ngon. Đấy, thì vậy là Phùng Tấn vừa hoàn thành món cá chấm nướng riêng mẹ rồi. Thì hy vọng các bạn làm theo mình để thành công. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Phùng Tấn. Hẹn gặp lại các bạn vào các video tiếp theo.